thật là nhiều shadow pass nhắc mẹ em đâu không phải. Wow. Đang đi đâu vậy? Đang đi Vinh Vinh Mơ Nha Trang. Đây là ca khúc nổi của Việt Nam. À không, của Hồ Chí Minh nha. Việt Nam Airlines. Mình đang ngồi ở phòng chờ. Coi có gì ạ? Mình đã bay hơi sáng, sớm cho nên là hơi đói bụng. Thế vậy bay có 45 phút nên không có được ăn trên máy bay, cho nên là phải kiếm cái gì bỏ bỏ vô bụng không chờ. Đồ ăn thì cũng ok la, hợp được với nhiều người á. Đi Cam Ranh. Nhưng mà Cam Ranh để đi Vinh Bơ. Wow, wow. Tội té một cái có chị. Thưa quý khách, xin khách dành chút thời gian để theo dõi phim hướng dẫn an toàn được chiếu trên màn hình máy bay. Xin cảm ơn. Dạo này Việt Nam Airlines đầu tư xịn sò mấy thứ á. Lâu lắm rồi mình mới bay đi Nha Trang á. Mà rất là nhanh nha, rất là khỏe luôn. Úi, thì đã sắp đáp rồi. Mỗi lần đi máy bay mà được đi ống rất là vui nha. Này mình đi chơi với đại gia đình bên nội của mình. Thấy ghê không, ai cũng quậy tay như người nổi tiếng vậy á. Ta-da, và cuối cùng là mình đã đến sạch chờ của Vinpearl. Xong rồi mình sẽ bắt tàu để đi qua bên đảo. Rồi nhà mình rất là đông luôn. Làm như tàu này là của nhà mình hay gì á. Bảo vệ ơi. Bảo vệ. Cái này không phải là bảo vệ, cái này là bảo gì đó. Này bảo hòa rồi. Bảo vệ ơi. Bảo vệ rồi. Của ai nè. Bảo vệ là bảo nhớ subscribe nha. Nhớ subscribe nha. Để ra video không biết thực xuyên bao lâu nha. Ra thôi. Chào bye bye. Mày bảo không? Ủa sao mày bảo không vậy? Không bảo, không em bảo. Dạ ông bảy. À bảy. Yay. Rồi cuối cùng nhà mình đã tới khách sạn Vinpearl. Nhưng mà đợt này thì nhà mình không ở khách sạn mà là ở mấy cái căn villa gần đó. Có đầy đủ tiện nghi luôn. Xong rồi, các phòng ốc thì rất là lớn, thoáng đãng, rộng rãi. Có hẳn mấy cái ban công để mình ngồi mình chill buổi tối, nhìn ra biển hoặc là nhìn ra núi tùy theo cái view. Mình thấy nếu như mà các bạn đi đông người á thì nên thuê hẳn mấy cái villa kiểu như này. Nó sẽ cho các bạn cái không gian để các bạn thoải mái, dành nhiều thời gian với gia đình, bạn bè, người thân hơn. Khá là vui, khá là đáng đi thử. Và rồi vẫn được hưởng hết mấy cái tiện nghi như một người ở khách sạn ha. Xin chào các bạn. Cốt đẹp quá. Ở bên bờ cái này vui lắm nè. Đó. Ở ngoài. Mình ngồi đây đứng. Ở đâu dài. Wow, xong rồi. Xong rồi. Sushi. Hello V. Nè, quên. Hồi nãy má Nghi mới hỏi là phúc lành gì Nghi mà tại sao ai cũng má học đó chứ. Đồ ăn đây nó không có mở sẵn á, nên mỗi lần mà muốn ăn thử gì hơi cực nha, nên là khỏi quay nha. Mệt nha, nói chung là nhiều đồ ăn nha.
mặt hơi đỏ nha. Vậy là sau một ngày đầu rất là chill mà mình nói thiệt là những ngày sau sẽ có khá là nhiều chuyện, cho nên là mong các bạn cùng đợi ha. Ok, bye, see you soon.